Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại. Bữa nay lên Đắk Lắk cũng làm cho bà con chúng ta một cái video về cái dữ liệu. Vườn thì giữ cỏ là ok rồi đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ quan sát một chút xíu bên trong như thế nào nha mọi người. Bà con chúng ta này, đó, bà con chúng ta thấy rằng là trái. Đó, bà con chúng ta thấy này. Thì cái mẫu trái như thế này á, thì chú con cũng có một cái nhận xét ha, để cho bà con chúng ta, sau này bà con chúng ta rút kinh nghiệm thì bà con làm. Bà con chúng ta quan sát một chút xíu đi, một vòng đi, qua bên này nữa là bà con chúng ta sẽ nhìn thấy cái mẫu trái và cái mẫu đọt ha. Đó, bà con chúng ta này, đây, chủ vườn cũng tạo giếng trời và bài bản này. Cái mẫu trái này cũng là tạm thời là mình cho nó nằm ở cái khoảng là 73 hoặc là 82 tùy bà con chúng ta cảm nhận. Nhưng mà cái này cũng có một cái góp ý thôi. Còn trái thì hoàn toàn bà con chúng ta có thể nhìn thấy, anh camera anh lướt một đường cho bà con chúng ta xem. Bà con chúng ta có thể xem đó. Rồi bây giờ mình quay trở lại để bà con chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn mà cây sầu riêng chúng ta, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà Đắk Lắk chúng ta đó, là nó có cái đang mang trái mà có những cái đọt non như thế này. Bà con chúng ta thấy nhìn rõ chủ vườn đang ứng dụng là thả cho đọt nó bị rầy nó đánh đó. Tuy nhiên rằng là bà con chúng ta không thể y được. Đây, khi mà cái đọt nó ra và nó mở cái lá non ra như vậy thì không cạnh tranh dinh dưỡng. Nhưng mà khi mà nó mở cái lá non ra thì nó rất là dễ cạnh tranh dinh dưỡng và gây ảnh hưởng đến cái trái ở trong cây, là nó rất là dễ bị méo trái. Thì méo trái rất là nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất là mình cũng đã từng phân tích với bà con chúng ta là về cái vấn đề là thụ phấn, canxi bo trong cái giai đoạn mà thụ phấn, rồi nuôi bông trong giai đoạn thụ phấn. Cái tiếp theo nữa là sâu rầy nấm bệnh thì bà con chúng ta lưu ý. Và cái tiếp theo nữa là cái vấn đề là dinh dưỡng giữa đọt và cây trái. Thì bà con chúng ta quan sát một chút xíu thêm nữa này là cái mẫu trái như thế này. Đây, thì so với một số anh chị em chúng ta ở vùng Đắk Lắk cũng lưu ý những cái thời điểm như thế này, thời tiết mưa rất là nhiều và cũng cùng với cái thời điểm tiết đọt nó đi, thì bà con chúng ta lưu ý là chúng ta phải chặn đọt và chúng ta hãm đọt. Nếu bà con chúng ta có thể là thả cho rầy nó đánh, chúng ta phun ở bên trong, là chúng ta phun về nấm bệnh, chúng ta phun về cái vấn đề là sâu, chúng ta phun về nấm, chúng ta nuôi trái, chúng ta phun ở trong, ở bên ngoài chúng ta có thể phun qua lá. Nhưng bà con chúng ta tận dụng là cái rầy tự nhiên, bà con chúng ta thả để cho rầy đánh. À, thì mình cũng quan sát rất là rõ luôn, không những là rầy nó đánh cây lớn mà nó đánh luôn cái cây tơ đây. Thì bà con chúng ta thấy dấu hiệu này, rầy nó đánh còn như cái chỗ trà luôn. Đây bà con chúng ta này, gần như là vườn sát cái camera giống cho bà con chúng ta thấy này. Đó, thì vườn này là đang để cho rầy nó đánh. Bà con, thì cái vấn đề bà con chúng ta đọt nó đi và cái lá non nó đi, nó có ảnh hưởng đến trái hay không, là xin thưa với bà con là nó ảnh hưởng lên trái nha bà con. Là trái chúng ta rất là dễ bị giật học, bị méo trái. Thì mình có quan sát cho bà con chúng ta là tỷ lệ cây trái này thực ra là 73, nhưng mà có thể là hơn là 82, cũng gần 82, tùy theo cái cảnh cảm nhận của bà con chúng ta. Thì em có thể quay cái màu trái cho bà con chúng ta xem một chút xíu, thì nó cũng hơi sương đó. Thì vấn đề trái sầu riêng chúng ta, để chăm sóc cái trái sầu riêng đến giai đoạn này như ngày hôm nay, nó cũng là một cái kết quả, một cái thành tựu của bà con rồi. Tuy nhiên thì mình có thể góp ý cho bà con chúng ta xíu, thì bà con chúng ta quan sát này. Để bà con chúng ta thấy này. Đó, bà con chúng ta quan sát là đọt không? Em quay thấy đọt không? Thì anh quay luôn cho bà con chúng ta xem này. Như khi bằng camera bạn cũng chưa hiểu cái ý của mình, muốn cho bà con chúng ta nhìn thấy. Đây, bà con chúng ta nhìn thấy rất là rõ này. Đọt ở đây. Thì vậy đọt này nó có cạnh tranh dinh dưỡng với cái trái sầu riêng chúng ta hay không? Thì cũng xin thưa với bà con chúng ta này. Thường thường bà con chúng ta nên nhớ cái vùng Đắk Lắk, vùng Đắk Nông là cái thời tiết nó mát, nó không có nắng. Nó cứ dậy sáng, cứ sáng ngày, cứ trưa thì cũng dậy thôi. À, cứ như thế này thì cây chúng ta nó không có quang hợp được, mà cộng thêm nữa cái lá non nó ra thì nó rất là dễ cạnh tranh dinh dưỡng với cây trái. Bà con chúng ta lưu ý. Nhưng đối với bà con anh em miền Tây thì kinh nghiệm rồi, cỡ cái đọt này trái cỡ này thì mà có nhiều khi bà con chúng ta thả, nhưng đó là cái công thức ở vùng miền Tây. Nhưng công thức ở vùng Tây Nguyên này là bà con chúng ta lưu ý là nên là chặn đọt già lá. Cái này chặn đọt già lá vẫn còn kịp nha bà con. Chúng ta phun là chúng ta phun chéo, chúng ta để làm gì tập trung chặn đọt và già lá thì nó là cái dinh dưỡng thôi. Thì chúng ta không đốt đọt, chúng ta chặn để làm gì, nó tập trung dinh dưỡng đưa vào nó nuôi trái chúng ta và nó lên cơm. Cái vấn đề lên cơm nó và sượng trái nó cũng liên quan đến vấn đề chặn đọt, bà con chúng ta lưu ý luôn nha. Khi mà chúng ta chặn đọt cái thành công, lá chúng ta nó già thành công thì cái trái trong này nó sẽ nùng ra, trái nó lớn nó tròn. Bà con chúng ta thấy cái mẫu trái này đó. Cái này thì mình cũng nói một cách công bằng cho bà con chúng ta, trái rất là nhiều, ok, trái rất là nhiều, một cách công bằng nha bà con. Cũng có những cái mẫu, có những cái cổ trái, có những mẫu trái thái như thế này là quá là tuyệt vời rồi bà con, còn gì phải bàn nữa đúng không bà con. Đó, bà con chúng ta thấy này, như vậy này, hôm nay là thời tiết
Đắk Lắk thì anh em coi video này cũng biết rồi, sáng đặc biệt là cương Mường Nga Đắk Lắk, sáng nắng nó chiều nó mưa, lưa thưa rồi nó cũng mưa tiếp. Cả bà con chúng ta xem một chút xíu khi mà em làm cái video này để bà con gửi đến cho bà con chúng ta một cái dữ liệu. Rồi mình sẽ đi quay cây khác, bà con chúng ta nhìn thấy này, đây qua đây này bà con, đó bà con thấy lá không? Lá non này, bà con chúng ta thấy lá non thì đang để là cho rầy đánh đó, đó là mục đích là đang để cho rầy đánh đó, nó rất là rõ ràng là phá cái bộ lá hoài luôn. Nhưng mà bà con chúng ta cũng cố gắng thôi thì mình can thiệp luôn cái thuốc, mình phun cái gì, mình phun cái già lá rất nhanh cộng với thiên hương nano xanh để nó hỗ trợ vào, nó chặn được cái đọt và làm cho già lá và nó hỗ trợ vào nuôi trái. Ở dưới thì vẫn tưới cái bộ xô nuôi trái nha bà con. Đó một cái cố gắng của bà con là mình hiểu rồi. Tuy nhiên nó có thêm một cái phần kiến thức để cho bà con chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn suốt cái hành trình mà bà con chúng ta nuôi trái nha. Để bà con chúng ta thấy này. Tí nữa qua bên kia quay cho bà con coi cái cây sầu riêng mà nó dũng lên dũng xuống luôn. Đấy, để bà con chúng ta thấy. Ở đây là một trong những cái thực sự là bà con chúng ta nhìn thấy rất là rõ là ở trên này đọt ở đây rất là dữ, rầy thì cũng đánh rất là nhiều. Chúng ta nên can thiệp thêm cái già lá nữa nha bà con. Rồi mình đi thêm nữa chút xíu này. Rồi trả cái camera cho anh cameraman anh quay cho mình ha bà con chúng ta nhìn thấy này. Đây tiếp tục này bà con. Chúng ta đang nhìn thấy hầu như cây nào cũng như là cây nào nó cũng có những cái dàn đọt như thế này. Coi phập lỗ cho anh em nha. Đấy, bà con chúng ta thấy này. Trái thì bên trong thì bà con chúng ta khỏi phải bàn rồi, đúng không bà con? Trái rất là nhiều, nhưng mà mẫu trái như thế này thì bà con chúng ta thấy cũng, đối với những anh em mà làm chuyên nghiệp và bản thân mình cũng vậy, thì mình thấy nó chưa thật sự như mình mong muốn. Nhưng mà chủ vườn nói rằng nó đỡ hơn như năm trước, sau khi mà coi những cái video thì đỡ hơn năm trước. Thì này mình cũng góp ý cho bà con chúng ta nhìn phước cái dàn đọt thì bà con chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đó, cái này là bà con chúng ta nhìn để bà con đi vòng quanh để bà con chúng ta nhìn. Đã làm sầu riêng thì vậy, thì trong cái giai đoạn nào chúng ta chặn đọt thì bà con chúng ta lưu ý trong suốt cái hành trình bà con chúng ta chặn đọt á, khi mà cái đọt nó vừa nhú ra thôi, trái 45 ngày, 50 ngày, 60 ngày là những cái thời điểm bà con chúng ta quyết liệt chúng ta chặn, không cho đọt nó đi. Chúng ta không cho trẻ em ra đường. Còn nếu như mà lỡ đọt ở đây rồi, chấp nhận bà con chúng ta đang thả luôn cho là rầy nó đánh thì bà con chúng ta thấy rất là rõ luôn nè. Trong cái câu chuyện mà rầy nó đánh bà con chúng ta thấy rất rõ ha. Đó đấy, bà con chúng ta thấy phớt qua một chút xíu. Vậy thêm một cái vấn đề nữa. Là bà con chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn này, chúng ta vừa chặn đọt vừa già lá và phun luôn kali hữu cơ. Trong cái giai đoạn này là bà con chúng ta vẫn nuôi trái, vẫn tưới cái xô nuôi trái, nhưng ở trên cây chúng ta phun dùm em cái kali hữu cơ để nó lên cơm. Mưa rất là liên tục, rất là nhiều mưa liên tục thì nó làm cho trái sầu riêng của chúng ta không có lên cơm được. Nên bà con chúng ta nhớ trong cái giai đoạn này chăm sóc cái sầu riêng chúng ta, tìm mọi cách, làm mọi cách để tập trung dinh dưỡng đưa vào nuôi trái, không phân tán dinh dưỡng của bộ lá. Nhưng mà con nghe, chúng ta chặn đọt mình nó thực tế với bà con chúng ta như vậy, chúng ta chặn đọt chúng ta hiệu quả nhất là chúng ta phun qua lá và cung cấp dinh dưỡng qua lá. Chúng ta mà có những cái dạng mà bà con nói là tưới gốc để chặn đọt thì không bao giờ mà chặn được cái đọt đâu. Cái mà nói thật là nếu như mà tưới gốc mà chặn được cái đọt thì cái trái nó cũng sượng trái. Nhưng mà con chúng ta lưu ý khi mà chúng ta chọn những cái dòng mà chúng ta chặn đọt thì nó cũng phải cần có những sự tinh tế và con hiểu biết một chút xíu. Thì đối với chúng ta chặn đọt, ví dụ như bà con chúng ta sử dụng cái dàn chặn đọt là kali cao, ví dụ như mảnh lông thấp ao đọt. Còn nếu như trường hợp mà nó có cái trường hợp mà cái lá non như thế này, bà con phun dùm em cái già lá rất nhanh, nó có kali và hữu cơ. Đặc biệt là kali chạy trên nền, kali sinh phát nha bà con nha. Rồi, cộng với cái thiên hương nano xanh để chặn đọt. Rồi, chúng ta sử dụng cái kali hữu cơ luôn để chúng ta phủ vào lá, dưới gân lá, dưới mặt lá để làm gì? Để cung cấp cái kali vào trong trái. Rồi, bà con chúng ta đi thêm một chút xíu nữa để quan sát thêm những cái trái sầu riêng chúng ta. Thì trong cái giai đoạn mà chăm sóc cái cây sầu riêng. Hello anh. Hello. Dạ. Là bên nông nghiệp xanh đúng không ạ? Dạ không, em Willow Farm. Dạ. Đây cái trái sầu riêng này bà con, nó dính lên nè. Dạ. Trái nó dính lên, chào anh. Em bên công ty thu mua. Dạ, công ty thu mua ha. Dạ. Đây chúng ta cũng quan sát một xíu là nếu cái vườn này mà bây giờ trước đây mà nên già lá và chặn đọt sớm một chút xíu nữa thì cái mẫu trái, mẫu cơm nó lên nhanh hơn. Anh test chưa? Không test, chưa test, nhưng mà đúng thì trong giai đoạn gần thu hoạch này mà để đọt cái này là sẽ làm lớn. Anh là thu mua, anh đơn vị thu mua hả? Thu mua luôn, nhưng mà cũng là kỹ thuật nhà vườn thì dạ. Cũng ví dụ nhà vườn nào không biết thì mình cũng hỗ trợ thêm dạ. Một số kỹ thuật. Mình đơn, mình bên đơn vị nào? Em bên nông nghiệp xanh Bình Phước. Dạ, dạ, ok. Khuyến nông. Dạ. Cái này bây giờ cô với chú á, thu già lá với chặn đọt lại. Dạ. Sớm một chút xíu nữa, cái này thật sự là hơi trễ. Nhưng mà cố gắng làm sớm.
để cái nó tập trung dinh dưỡng, nó đưa vô nó nuôi cơm. Mà cái trái của mình hồi xưa giờ nó méo, nó cũng là một vấn đề mà quản lý đọt. Chúng ta thắng hay không á là cái đọt, chúng ta thắng hay không á là vấn đề đọt. Nếu mà chúng ta thể để cái vấn đề mà đọt đến giai đoạn này thực sự là quá tiếc. Trái của mình nó đã lớn mà nó giật học hay không nữa là một vấn đề. Còn thêm nữa thì mình cũng có làm một vài cái video cho bà con chúng ta là cái vấn đề trái nó méo. Thì ngoài vấn đề thụ phấn, ngoài vấn đề là dinh dưỡng ra thì nó còn có sâu rầy nữa, rệp sáp nữa. Rệp sáp quay sát cho bà con chúng ta thấy này, rệp sáp nó cũng là có những cái hình thành ở những cái kẽ đó. Nên cái vườn này là quản lý rệp sáp cũng khá là ok, khá là chuẩn. Vẫn có rệp sáp, tất nhiên là mình không có thể nào quản lý hết được. Nhưng mà bây giờ cô chú có thể nhìn thấy này. Ủa, nguyên cái đoàn đi, phái đoàn đi đâu rồi? Rồi bây giờ mình đi này. Đây mọi người chúng ta nhìn thấy này. Đó. Cái một cái sai lầm rất là lớn khi mà chúng ta đang cái giai đoạn mà mang trái, bà con chúng ta thấy không? Để cái đợt non như thế này không bao giờ nó tập trung dinh dưỡng vào để nó nuôi trái. Thì trong suốt cái quá trình mà hành trình mình nuôi trái, thường thường mình hay nói với bà con chúng ta cái câu là không cho trẻ em ra đường. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà trái chúng ta 45 ngày đến 60 ngày là đọt nó đi rất là dữ. Đây trong cái suốt quá trình mà chúng ta chăm sóc, chúng ta làm bông làm trái, trong cái giai đoạn mà chúng ta chặn đọt trước khi sổ nhị, chúng ta làm mọi cách. Trái chúng ta 45 ngày là đọt nó phải đi và chúng ta phải quản lý. Tốt nhất là chúng ta nên phòng, có nghĩa là vừa lú cái đầu ra là chúng ta chặn cái đầu nó lại, đừng có cho nó lú cái đầu ra. Và còn chúng ta lưu ý ở những cái điểm đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi một cái đi vòng một quả lại bên kia thôi. Chúng ta coi thử quan sát thì toàn bộ cái vườn này là nó đang bị cái tình trạng là từ xa là đọt đi rất là nhiều, thấy không? Đọt đi rất là nhiều thì anh chị em chúng ta quan sát. Thực ra cái video này nó cũng nôm na là một cái chủ đề lằng quằng đơn giản thôi. Đọt, chúng ta thắng được cái đọt là chúng ta thắng được tất cả. Rồi, bye bye bà con. Bye bye.